chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có các mẫu xe đạp địa hình dốc Rider FT540, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Phần Lan và được sử dụng rất là rộng rãi tại thị trường Pháp. Đấy, thì hôm nay về chiếc dốc Rider của thương hiệu BT Win các bác nhé. Thì chiếc xe này là hiệu Phần Lan, rất nhiều bác vẫn nhầm nó là hiệu của Pháp, nhưng mà thực ra nó hiệu Phần Lan các bác nhé, và được sử dụng rất là rộng rãi tại thị trường Pháp. Mặc dù Rock Rider cái đến từ thương hiệu của BT Win các bác nhé. Cái dòng BT Win này nó có ba dòng xe chính, đó là Rock Rider là địa hình này, Chiban là đua, và dòng Riverside là dòng xe touring. Đấy, thì bên về chiếc này model FT540 các bác nhé. Model này là model của năm 2021, một model mới nhất, và được nó có một cái sự nâng cấp đùi đạp. Đấy, đã được sử dụng cái phiên bản 2021 này là được sử dụng đùi trục rỗng rồi các bác nhé, đùi trục rỗng của Shimano. Đấy, và bộ chuyển động của xe cũng được lên đời Atus đời mới này. Đấy, với 9 tầng níp và 2 tầng đĩa đạp cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Vành bánh của xe là 27,5 inch. Đấy, thì toàn bộ xe này là nguyên zin đen đét, zin đét 100% rồi. Đấy, ngoại hình tổng thể thì các bác có thể nhìn trên hình cũng có thể thấy được cực kỳ là mới, nước sơn các thứ rồi còn rất là bóng bẩy. Đây, các bác có thể nhìn hầu như là không có vết muối đốt trên xe luôn, rất là mới. Zin hết tất cả mọi thứ, là zin hết 100% luôn các bác nhé. Vành bánh 27,5 inch nguyên zin theo xe. Đây, lốp nguyên zin, các bác có thể nhìn vân lốp nhé. Đấy, vân lốp rất là mới, nó vẫn còn là những cái ta lông ta liếc. Đấy, cực kỳ mới, chứng tỏ là chủ xe người ta đi chiếc xe này cũng khá là ít. Trên phần phi đông của xe được trang bị là tay bấm xả Asiza. Asiza các bác nhé, Asiza này cũng là đời mới các bác nhé, hai tầng đĩa này. Asiza đời mới nó là hai tầng đĩa các bác nhé. Hai sạc bít về đằng sau là 9 cho xe 18 tốc độ khác nhau. Phanh dầu, sử dụng phanh dầu, đây cũng là phanh dầu của hãng luôn các bác nhé. Dốc Rider này và được liên kết với Techtro để sản xuất ra cái cụm phanh này. Kể cả tay lắm này, tay lắm của xe cũng là BT Win zin luôn các bác nhé. Đấy, và cũng còn rất là mới, hầu như là không có cái sự mòn do đi do lái nhiều. Đấy, rất là mới. Khung sườn nhôm, khung nhôm, các bác nhìn cách thiết kế rất là cơ bắp, thì nó khỏe khoắn và nó toát lên cái sự thể thao. Đấy, cả cái tông màu sơn này cũng rất là đẹp, các bác có thể nhìn đây, tông màu xanh dương, nhưng mà xanh này nó hơi ngả tím than, rất là đẹp này. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đồng và size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm. Khóa yên từ tâm cổ phốt là 57 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Chuyển động xe đây các bác nhé, thì là loa tút 9 tầng lít và 2 tầng đĩa đạp cho 18 tốc độ khác nhau, rất là mượt.
xe đây chị ạ. Mới nữa, còn tôi kia mới nữa. Rất là mượt mà rồi, phải đổ mới nữa, phải đến 95%. Rất là mượt mà. Và chiếc xe thì đang có giá bán với em là 9,5 triệu. 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả bác, chuyển hết 100% tiền bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn cái kênh ở góc phải màn hình cộng với nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.